Vậy là con nói với bác Sáu nghe, bác Sáu lại nói anh em con là bác Sáu đây nhà 70 tỷ đó, 70 tỷ cuối cùng ra bây giờ là bác Sáu hả rất là nhiều vợ chứ không phải là 5-7 vợ. Bác Sáu làm như vậy là ảnh hưởng tới anh em con và ảnh hưởng tới sức khỏe của bác nữa, tổng cộng đồng mạng lên chửi bác rất là nhiều. Rồi cuối cùng bây giờ bác không có gì luôn. Bác là ở nhà cho người ta giống như là ở đậu ở thê mà bác Sáu vậy, bác Sáu lên trên mạng bác Sáu nói thế này thế kia. Sao có? Chứ cộng đồng vợ bác Sáu lên nói đó. Tôi ở đây được là thỏa thuận là người ta nó muốn hiến đất đai cho bác Sáu làm gì? Bác ngồi nói chuyện con lớn rồi, bác rồi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chứ bác làm gì? Cũng nóng quá mà. Không có gì, con có làm gì, con bây giờ con với bác là nói chuyện bình thường bác cháu. Chứ tôi đâu có cái mà lừa đảo hoặc tôi đâu có gì đâu mà bây giờ để đi quay bác Sáu cái gì cũng nói chuyện đàng hoàng với con, bác Sáu làm gì ghê vậy? Con nóng lắm à. Nóng cái gì? Dạ, lời nói đầu tiên nha, cho anh em xin gửi lời chào đến tất cả quý bà chú anh chị nha. Thì xin bác Sáu có khi mà anh em mà đăng tải những cái clip mà bác Sáu là nhà anh em là đi gặp cô Lệ để mà kết nối yêu thương tình duyên gì đó, thì bây giờ con hỏi bác Sáu thiệt nè, là bác Sáu là có còn kết hôn còn bao nhiêu người vợ? Sự thật thì cũng để nói cộng đồng mạng á, thì cái chuyện gia đình mà nó thì tôi nói chung là tôi ở đây là cá nhân tôi đó, mình nên tôi đó, tôi không có còn quen lại với vợ con gì trơn, là cả hàng chục năm nay ở đây rồi. Nhưng mà tại sao mà có cái clip mà cái vụ mà để mà tìm cái kết nối yêu thương á, thì tôi nói thật ra đó, vì tôi cũng bức xúc cho những cái cô những gì đó lớn tuổi mà còn là tiễn chồng tiễn vợ này kia đồ. Cho nên tôi cũng muốn nói là thử coi như thế nào đó. Chứ gì đâu mà người nào nấy 70-80 tuổi rồi, từ 60 rồi 70 tuổi gì đó, không lên mà tiễn chồng, rồi có người thì tiễn vợ đó. Thì tôi cũng nói mấy em làm cái clip để tôi cũng phê phán những cái người đàn ông đó, mà đã lớn tuổi rồi, gần cũng tới lỗ rồi mà còn đi tiễn vợ. Còn mấy bà cũng vậy, nó có bà thì có cháu cố, rồi có bà cháu ngoại, qua cháu nội rồi cũng lên tiễn chồng ao ao như vậy đó. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi thấy sao nó cũng hơi ngộ cực kỳ, cho nên cũng bức xúc. Thành ra là tôi cũng nói với các em đó bên là cộng đồng mạng đó làm cho tôi một cái clip thì tôi trước nhất là tôi phê phán là các cái vị đàn ông mình, và bên cạnh đó là tôi cũng phê phán là những cái bà cụ mà đã ham tiền, ham bóng sắc hoặc là còn ham những cái tình dục tình yêu đó. Chứ còn thật ra mà nói thì chính tôi ở đây thì cũng có hai cha con tôi ở đây, hai cha con tôi bệnh rồi cũng có thằng con tôi nó đến nó nuôi, nó chăm sóc tôi đây đó, thì chứng minh là tôi đâu có làm đám làm tiệc gì ai đâu. Nhưng mà cái này nó chẳng qua là gì, là để tôi nói lên đó, tôi cũng là người đàn ông phải không đó, rồi những cái bạn mà cũng đồng tuổi tôi hoặc là hơn tôi, nhỏ hơn tôi cũng là bạn bè tôi đó, để mình điểm chính lại, để một cái người đàn ông đó mình phải cần gì mà cần nghêu ngao phải không, rồi đi lên tiễn vợ người tiễn chồng đó, rồi phe của cải, rồi chửi bới với nhau, rồi lừa đảo, rồi qua mắt với nhau, rồi mâu thuẫn, rồi chửi bới nhau nhiều cái đó. Cho nên tôi cũng muốn lên cái này, nhưng mà lên thì có người hiểu có người không hiểu, thì cho rằng là tôi đi tiễn vợ làm như thế, chứ còn thật sự ra thì các quý vị anh chị em khán giả và cộng đồng mạng xem đó. Con nhắc lại bác Sáu như thế này nè, là ý con hỏi là ngày hôm nay đó con thấy là có những cộng đồng mạng á, những anh em đồng nghiệp có lên những cái clip á, nói rằng là vợ bác Sáu lên tiếng đó, là vì ở Cà Mau đó là bác Sáu là lấy người đó là 40-mấy tuổi, hai người con, mà bây giờ con hỏi thật, từ trước tới giờ bác Sáu được bao nhiêu người vợ? Thì nói chung là bạn bè vợ cũng có, mà bạn bè không có thì nhiều lắm, nó thật ra đó đó. Nhưng mà cái làm như là cái cuộc đời tôi nó có bất hạnh, nó không sống ai được đó, cho nên giờ này thì mấy em cháu thấy tôi cũng độc thân ở đây vậy thôi đó.
Và có, nhưng mà hồi thời còn nhỏ, năm nay rồi thôi cũng 7 mấy rồi, 76, 77 tuổi rồi, chứ đâu phải nhỏ đâu. Nhưng mà hồi trước thì cũng có quen bồ bịch, có, cũng có vợ, cũng có đó. Nhưng mà thật ra mà nói thì trong cái hoàn cảnh gia đình thì tôi không thể nói hết đó, cũng có những cái bức xúc bất chấp cái chuyện mà sống với nhau, cho nên là từ chỗ đó rồi có khi không có hòa thuận được, rồi chia tay, rồi ly hôn ly thân này, nói chung cũng có. Thì mình mới xem lại là coi như là cái cuộc đời của mình làm như là nó bất hạnh đó. Tới giờ này tôi cũng ở vị mình nên thôi. Là có nghĩa là bác Sáu là rất là nhiều vợ chứ không phải là 5-6 vợ hả? Ừ, rất nhiều, rất nhiều. Ông nói thật mà hiện tại bây giờ là có ai mà chưa có dạng ly dị không? Thì nói chung là tôi cũng có ở có nhiều người nhưng cũng không ly dị gì. Rồi bây giờ ở được thì ở, mà ở được thì thôi thôi. Giờ chứ cũng có nghĩa là không có giấy kết hôn không có ra tòa ra án gì trơn, không ra tòa ra gì trơn. Trời, bây giờ nó mình thấy ở được thì ở, không ở được thì. Rồi sao cái chị cái chị đó nó lên cái kênh của một cái bạn đồng nghiệp nào đó nói rằng là bác Sáu là cái chị đó, vợ đó đó là 40 mấy tuổi, nói rằng là giấy kết hôn vẫn còn, chưa có ly dị gì hết. Nhưng mà bác Sáu có kết hôn với người đó không? Là có hai người con gái năm nay như 17-18 tuổi gì đó. Nói chung thì mình điểm chính lại thì nó cũng có nhiều người lắm mà không biết ai. Nhiều người lắm hả? Ghê vậy. Trời ơi. Nhưng mà thật sự ra đó thì chẳng qua là ta nghe để người ta lầm thôi, chứ còn thật sự ra tôi không phải là vậy. Tôi không phải là để đi cưới vợ nữa hay gì. Trời ơi, giờ thôi nói thiệt với mấy cháu đó. Bây giờ cái đó giờ sao nó cũng ngắn ngẩm lắm rồi. Bởi vì tôi thấy cuộc đời tôi nó bất hạnh mà cả chung năm nay là tôi ở đây của mình nên tôi thôi, đi làm bảo vệ rồi đi về ở đây thôi, bệnh hoạn gì cũng mình nên tôi thôi. Chứ tôi hỏi nè, nếu vợ con tôi bệnh nè, tôi bệnh là sắp chết nè, 3 năm rồi đang là tôi sắp chết, vợ con gì không đến thăm, thấy không? Không, hoặc vợ không điện tiếng, con không điện tiếng, thấy không? Cái đó còn cái gì nữa. Còn cái người anh mà đang ở với chung bác Sáu này là người ai? Con của bà Nhất. Bà thứ hai đầu tiên đúng không? Bà đầu tiên thì nó thấy bệnh hoạn rồi mấy cô nó thôi mày lên mày coi phụ mà chăm sóc ba mày này kia đâu. Chứ tôi nói anh em xem coi, nếu vợ thấy không thì con, mà nếu bây giờ người ta người dưng kìa, mà người ta tha xa lạc là 10 mấy 20 năm kìa, thấy không, người ta còn đi tìm. Còn nếu mà nói vợ tôi con tôi đó thì còn tình thương gì nữa. Tôi bệnh chết đi chết sống mà ở xóm giềng đó người ta cũng ai cũng biết tôi bệnh, nhưng mà chớ hề một tiếng là vợ điện lên thăm, hay hoặc là một đứa con lên thăm không. Rồi tới giờ đây là tôi cũng thử trên mạng để cho biết cái giới nữ, giới đàn ông, giới đàn bà gì đó, chứ tôi có cưới vợ cưới con gì. Có nghĩa là bác Sáu lúc đầu là cô lệ này đến là giống như là tìm hiểu, giống như là giúp đỡ cho cô này thôi, giống như là một cái bài học cho cộng đồng mạng, những ông ngoại ông nội rồi đó. Nhưng mà họ thiệt giờ tuổi bác Sáu nãy là nó bao nhiêu tuổi? Tôi 76 77 tuổi. 76 77 rồi, cho 75 đi ha. Rồi còn họ bác Sáu hả? Tuổi bác Sáu còn làm ăn được không? Thì cũng còn chứ. Còn ha, cũng... rồi ok, nhận như vậy con chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thật ra tôi thấy cuộc đời tôi bất hạnh rồi. Mấy em biết là tôi ở đây là 10 năm, hơn 10 năm rồi. Giờ sẵn vậy đi, giờ bác Sáu cho anh em tụi con biết á là cái miếng đất này là cái chỗ ở này luôn, để cho là cô chú chị khỏi thắc mắc luôn hả sao? Đó. Thì cái chỗ ở này đó là thật sự ra mà nói đó thì bởi vì cái bà chủ đó, tức là cháu ngoại á, cháu ngoại của cái chủ chùa này đó. Đó. Thì chỉ dự kiến là chỉ hiến cho bên Phật giáo. Đó. Nhưng mà bà con anh em thì không chịu cho hiến. Cho nên bà bây giờ bà mới giao lại cho tôi. Bà giao tôi là cháu của chủ đất này gì? Giao lại cho bác. Giao lại cho tôi. Giao lại cho tôi ở đây. Ở đây tôi chăm sóc mồ mả rồi chăm sóc chùa chiền ở đây. Đó, bây giờ dễ thì ta không có hiến trong cái hội Phật giáo. Chứ nếu hiến Phật trên trội hội Phật giáo á thì người ta sẽ mất đi trắng đi. Còn mà để bây giờ ta để cho tôi ở. Đó, thì người ta ủy quyền cho tôi ở. Đó, thì bây giờ mình ở đây thật sự ra mà nói thì giờ mình không có được bán thôi. Đó, chứ còn tất cả là coi như toàn là quyền. Toàn quyền là của mình. Bởi vì đó là nói cho nó rõ đó là nghĩa vụ và quyền lợi. Đó, nghĩa vụ mình ở đây là mình chăm sóc mồ mả ông bà, nhà thờ hay nhà mồ. Đó, còn cái đó là nghĩa vụ, còn quyền lợi thì mình
ở đây mình được tự do là mở rộng làm ăn cái gì cũng được đó, ở đây coi như là mình có một cái quyền đó, chứ không phải là mình ở đậu ở bạc gì hết trơn rồi đó. Cho nên đó là người ta có hai cái mục tiêu, một là giao cho bên Hội Phật giáo, hai nữa là giao cho tôi. Nhưng mà thật ra thì ta bàn với bà con của người ta đó thì người ta giao được cho tôi, giao tôi quản lý đây đó. Thì coi như là tôi ở đây tôi chăm sóc, coi như là tôi là cũng là một cái người sở hữu thứ hai để chăm sóc và quản lý một cái cơ ngơi này đó. Thì cũng như là của tôi, nói chung là tóm lại là như vậy thôi. Nhưng mà không biết là giống như là quyền này nọ là hết, là ta giao toàn quyền cho bác, còn cái người cháu của cái chủ đất này là đang ở đâu bác? Bả bên Thái Lan á. Thái Lan hả? Bả bên thì sao có nhiều người nói bên Mỹ? Bả bây giờ thì bả bên Thái Lan, còn bên Mỹ là em của bả, với em của bả với chị của bả, còn bả chồng bả mới chết đây, anh Khôi mới chết đây, rồi bả đi qua bên Thái Lan, là con gái bả bên Thái Lan á, bả qua bên bả chơi bển. Yeah. Đó thì cách 4 năm rồi bả mới về. Bả về đó rồi. Thế trong đất đai cái chuyện đó là nãy giờ bác Sáu nói cũng đã giờ ok rồi đó. Ông bà ông chị nào thắc mắc thì cứ để bình luận hoặc là gọi là số điện thoại màn hình trực tiếp thì cho hỏi bác Sáu nè. Có những người vợ của bác là nói lắp bác đeo dần giả, bác không có tiền, không có chăm lo cho vợ, cho con, cho vợ là tự bươn chải hết. Bác Sáu có thể mà bật mí tí xíu mình con được không? Có lo chứ. Tôi có lo chứ, mà tại sao mà bây giờ nó lớn hết rồi. Yeah. Hồi nhỏ thì tôi cũng có lo chứ, nhưng mà lớn lên rồi 18, 19 tuổi rồi, bây giờ tự sống. Hơn nữa tôi bây giờ tôi bệnh hoạn, bây giờ tôi về hưu rồi, tôi đồng lương quá trỏi, tôi bệnh hoạn cũng lo. Nhưng mà thật ra đây cũng nói cộng đồng mạng vậy, tôi cũng muốn thử, tôi thử coi đó, ai có quan tâm tôi, hay hoặc là ai để muốn chửi chích, hay hoặc để ai có ý gì muốn tài sản không á, tại sao mà tôi bệnh, hay không, nếu là vợ tôi hay con tôi, hay không, mà tại sao tôi bệnh không hỏi thăm, hay hoặc những ngày giỗ cha mẹ tôi. Nhưng mỗi lần mà tôi còn ở dưới quê đó thì mỗi lần giỗ là sao đến, còn bây giờ là xa xôi hàng mấy trăm cây số. Còn bây giờ tôi về đây ở sát bên, ngày giỗ ông già tôi không ai đến mà ý bác Sáu nói là như vợ con giống như thời bác đương thời á, mà nó giỗ quả này rồi tới. Nhưng mà hiện tại bây giờ là giống như là bác lớn rồi, bác làm không có tiền rồi nọ là không tới. Nhưng mà con thấy là như con của bác như thỉnh thoảng ghé thăm, mà đó là những người con thứ mấy không, bác Sáu? Không, chỉ có một ghé thăm đây là chỉ có một cái đứa con của vợ trước tôi đó. Vợ anh này hả? Đúng rồi, còn có chị kia nó lại nữa. Thì cũng em chị đó. Chị đó chứ còn ngoài không ai. Bà ba, bà tư, bà năm, sáu, bà bảy là những con đó không có thăm bác luôn? Không có. Bởi vì tôi muốn lên á, tôi muốn lên cái này đó để thử coi đó. Nhưng mà bây giờ nào, nếu quan điểm con người mang tính còn chồng vợ hay không, còn cha con, thì đâu phải vậy đâu. Ví dụ bây giờ đó là bệnh hoạn ha, hoặc là dỗ quải á, bây giờ mình là vợ phải không, mình là con thì mình lên đó. Nhưng mà không, coi như bất biệt không ai quan hệ ai, mà khi tôi lé lên cái này thì dãy trừng tửng lên đó. Cái đó thì bây giờ nhận xét những cái lương tâm của những cái con người đó như thế nào đó. Cho nên tôi nói thiệt, tôi tránh xa, tôi bỏ luôn đó. Chứ còn thật sự ra là tôi không bao giờ có ý đồ là tôi cưới vợ cưới con gì nữa trơn. Trời ơi tuổi này mà còn gì nữa không. Nhưng mà tôi muốn lên đây để tôi nói những cái người bạn bè cũng cùng giới tôi, cùng tuổi tác lên trên dưới với tôi để kinh nghiệm cái này. Chứ bây giờ mà bệnh hoạn tôi nè, bản thân tôi lo còn không xong nữa, tôi lo cho ai không. Nhưng mà những cái người mà người ta ta lên mạng, hay hoặc là những người người ta lên ta chỉ trích tôi đó, là những người đó không phải là con người. Tại sao bình thường thì mình không có cho con mình đến thăm, hay hoặc là bệnh hoạn mình ý là bác Sáu là nói những cái người mà nói là xưng danh là vợ của bác, hay là nói làm sao? Cộng đồng mạng, ông bà của chú anh chị là không hiểu, là nói là bác Sáu nói cộng đồng mạng. Không có, tôi nói vợ tôi, nói vợ tôi là nói là hai đứa con, ba đứa con gì đó. Là cái người phụ nữ nó tự nói là vợ bác Sáu là năm nay là 40 mấy tuổi đó, là có hai đứa con gái năm nay 17 tuổi gì đó. Nhưng mà con không biết rằng cái đó là tên gì, nãy anh Tuấn quên này. Cái gì Văn Anh hay gì Trâm Anh gì đó. Nhưng mà bác Sáu biết cái người phụ nữ đó không? Biết chứ. Biết à. Cho nên tôi đã vợ tôi muốn nói là chung quanh kia đó. Bây giờ tôi nói mấy em mấy cháu coi, với cộng đồng mạng coi, nếu vợ con, thấy không,
còn tình còn nghĩa với nhau. Thì bây giờ nghe bệnh hoạn hỏi thăm, phải không? Đó, tôi cũng có khi tôi cũng bị gửi đồ gửi đạt gì dưới, thấy không? Đó, cho đó, hay hoặc là có khi tôi cũng điện mà tôi thấy bệnh hoạn rồi không có ai hỏi thăm tới tôi, không ai đếm xỉa tới tôi hết trơn. Từ từ mà con mười, nghe nó 17-18 tuổi rồi thì nó cũng biết hiểu chứ. Tôi xin lỗi cho đó, tôi 14 tuổi đi bộ đội rồi chứ không phải là tới tuổi cái này tôi cũng biết khôn ngoan rồi. Mà giờ ví dụ như giờ nó cũng lớn lên rồi, 17-18 tuổi, 20 tuổi gì đó, ví dụ nó cũng biết chứ. Bây giờ cha ba mình với mẹ mình có gì sai trái, nhưng mà đây là cũng cái người tạo ra cho mình đó, mình cũng thăm viếng hoặc là mình đến coi, không ngơ bất biệt. Rồi bác Sáu, con cho con nhắc lại bác Sáu như thế này nè, có thể là do bác Sáu không lo cho vợ là cái người chị gì đó, đúng không, với hai người con, cho nên có thể là có những cái gọi là giống như bất lòng bất đồng, giống như là bé này nó nghĩ rằng là chắc người ba mình đã tạo ra mình mà không chăm lo, không lo đắng nắng này nọ đó, cho có thể là nó suy nghĩ đó, đâm ra là nó không nhớ bác. Bác có nghĩ điều đó không? Không có, tôi có lo chứ. Lo ha, tôi là... có lo chứ. Tôi rồi từ lúc mà bác lo tới là hai cái người em đó là khoảng bao nhiêu tuổi bác mới không lo nữa? Tôi mười thì cũng mới gần đây thôi, mới nghĩ là bị tôi bệnh quá là tôi không có cung cấp nó được, chứ nữa nó cũng lớn rồi đó, chứ nữa là hồi mà tôi còn đương thời á, hồi tôi đương thời đó là tôi có được cái thu nhập cao đó đó, rồi thì cũng là mến quyến tôi, nhưng mà khi tôi về hưu rồi thì không còn cái thu nhập gì, chỉ đồng lương có nổi có mấy triệu bạc thôi, không đủ cái bệnh hoạn cho tôi nữa, cho nên tôi không có lo nữa, thì coi như là ghẻ tôi đó, coi ghẻ tôi, cho nên nó là từ chỗ đó tôi tự bản thân tôi ra đi thôi, tôi không có quan tâm tới nữa, bởi vì người ta không quan tâm tới mình mà. Chứ tôi thấy trên mạng trời ơi, có những đứa con nuôi 30-40 năm mà nó còn đi tìm về là nó chăm sóc. Rồi tại sao cha mẹ đẻ mình mà bệnh hoạn vậy mình không đến thăm hoặc ngày giỗ, mà biết nói trời ơi bạn bè có ông nội bà nội, nhưng mà thì cái chuyện đó mình biết vậy mà cái ngày giỗ ông bà mình lẽ ra mình có giận cha mẹ mình, có giận ba mình cỡ nào chứ, nhưng cái đó cũng là người ông bà của mình đó, nhưng mà không ngờ cái đó là do gì? Do cái người lớn chỉ đạo đó, rồi nó con nít nó hấp thụ theo, cho nên nó là tôi muốn để tôi thử thách đó. Mà đúng rõ ràng ha, đúng rõ ràng là thấy bản chất của những cái người này thiệt là gian dối, mà bản chất người này thì thiếu trầm tĩnh, bình thường thì không hỏi thăm gì hết trơn. Nhưng mà khi tôi làm cái clip này để tôi cũng cân nhắc cho những người cụ bà của ông này kia đồ đó, rồi nghe vậy thôi cũng chưa có biết cái gì hết trơn, sớm sát nhảy lên tưng tửng lên như vậy là cái con người thiếu học hành, con người thiếu lương tri, thiếu lương tri. Thôi, bà, bác Sáu bác cũng bình tĩnh lại ha. Bác cháu mình nói chuyện nhỏ nhẹ thôi nha bác Sáu. Thì con theo con suy nghĩ thì giữa đây hôm nay thì thực sự ra là bây giờ là anh em cũng đã về, anh em con đi quay sáng giờ rồi mà hôm nay là 5 giờ anh em chỉ 5 giờ chiều mà anh em đến đây thì bác Sáu đã hiểu rồi. Con biết muốn rồi, tìm hiểu tại vì bác Sáu á là một người lớn tuổi, nhưng mà phải chiều, và bác Sáu lúc đầu nói anh em con là bác Sáu dù dẫn với bà Lệ đi anh em con đỡ ấy, nhưng mà dù sao á câu chuyện này đó thật sự là bây giờ không biết rằng là bác Sáu không phải là như những cộng đồng mạng nói rằng là một hai vợ ba bốn vợ, là thật sự bác Sáu nói là bác Sáu á, nói nãy giờ bao chị nghe bác Sáu nói rằng là bác Sáu rất là nhiều, cho nên là bác Sáu không nhớ. Nhưng mà hiện tại nhắc tới cái vụ mà cái chị gì lên trên mạng đó, còn những người kia có gọi điện mấy người vợ trước á sau này nọ đó có gọi điện cho bác Sáu không? Đâu có ai gọi tôi đâu. Chỉ là có cái chị đó thôi ha. Thật sự ra cái chị đó là đúng là vợ của bác Sáu. Đúng không? Đúng vợ không? Mình ở với nhau có con là vợ rồi chứ gì nữa. Là vợ ha. Nhưng mà con hỏi lại cái nữa là có làm giấy kết hôn không phải sao? Không. Không có giấy kết hôn ha. Rồi là trong khoảng thời gian là từ khi mà bác Sáu nói là bệnh đó, bác Sáu không đủ khả năng để chăm lo hai cái bé này. Đó là tới giờ là khoảng bao nhiêu lâu rồi bác Sáu? Năm hay là tháng, mấy tháng chưa? Cũng mấy năm rồi ạ. Mấy năm ha, nói chung còn mấy năm rồi đó. Có khi mình cũng do cái lỗi của mình bác Sáu ha. Tại vì bác Sáu về hưu rồi, bác Sáu tiền hưu thì không có bao nhiêu, thì nói chung là thỉnh thoảng là bác Sáu lúc trước còn có thu nhập á thì bác Sáu cũng có gửi về chăm lo, đúng không bác Sáu? Thôi nói chung là bây giờ mình nói nhiều nó cũng vậy rồi bác Sáu ơi, con nói thật ha. Nói chung là dù sao thì mình có lỗi tại vì mình đùa giỡn trên này, đúng không bác Sáu? Thôi bác Sáu có đôi lần là gửi tới cộng đồng mạng không?
Thì tôi cũng nói đôi lời gửi với cộng đồng mạng đó, là cũng như tôi nói nãy giờ, là vì tôi cũng xem bên mạng rồi tôi cũng bức xúc quá đi đó. Tại sao mà già hết trơn rồi, chứ đâu phải 19, 20 gì đâu mà lên tiễn chồng tiễn vợ đâu đó. Cũng như là ở bên cái mảng mà quyền linh đó, với các thượng đó, kết nối yêu thương đó, hoặc là tìm người yêu gì đó đó, mà là coi như quậy quyền linh đó, quyền linh đó với các thượng làm mai mối đó, thì vậy được, bởi vì người ta là con trai con gái mới lớn lên. Còn cái gì đâu mà hết ông này tới bà kia vậy, lên là tiễn vợ tiễn chồng rồi xưng hô cái này kia, rồi tôi nóng quá tôi cũng lên làm luôn à, tôi cũng nói tôi vậy đó à, để rằng tôi giáo dục thôi, chứ thật sự ra đó tôi không có để mà để lên đó rồi để mà tôi tìm hiểu để tôi cưới thành vợ thành chồng đâu. Nó thật bây giờ tuổi này bây giờ cũng ngán lắm rồi, bây giờ tôi thấy bất hạnh quá rồi. Bác Sáu cho con nói không, để em nói ra như thế này nè. Thật sự ra thì bác Sáu nói rằng là bác Sáu cũng muốn lên trên mạng nói như vậy để cho ông bà phản biện, và cũng như làm một cái clip hài. Nhưng mà thật sự ra bác Sáu phải chi lúc đầu mà nói với con anh em con là đỡ đó, mình ví dụ cuối clip mình để là clip và giải trí. Nhưng mà con nói bác Sáu như thế này, mà bác Sáu lúc biết tầm ảnh hưởng của cộng đồng mạng rồi, bác Sáu biết không, khi mà mình lên mình làm như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng cho bác rất là nhiều và anh em con rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà thôi, dù sao đi nữa thì bác Sáu nghĩ rằng bác Sáu có lỗi không? Thì nói chung là cái lỗi phải thì cái chuyện đó do nhận xét thôi. Yeah. Nhưng mà tôi đó thì tôi thấy tôi cũng cũng có cái sai, là bởi vì tôi xót ruột quá cho nên cái từ cái giới già, thấy không? Như vậy rồi tôi hơi bức xúc, tôi làm vậy thì có hơi nóng nãy. Đó, cho nên bây giờ nó mới bung lên việc này việc nọ, cho nên đó là tôi mới nói lại đó là mọi cộng đồng mạng gì và chị em là khán giả cũng xem, bây giờ nếu là vợ tôi, thấy không, con tôi, sự thật hay hoặc là có kết hôn đi nữa đi, nhưng mà thật sự ra đó thì tới giờ phút này đó còn gì nữa, cả chục năm nay đó, không quan tâm tới tôi. À, bệnh hoạn cũng không nghĩ tới, thấy không? Rồi cũng chẳng có cho con thăm viếng gì, mà tôi bệnh là chỗ chết luôn đó. Mà tôi cũng nhờ anh em xóm giềng phụ giúp cho tôi, cho nên thiệt tôi cũng thấy cuộc đời tôi nó bất hạnh, nó chán quá đi đó. Cho nên từ chỗ đó mà tôi cũng tạo sóng gió cho tôi nè, mà tôi thấy vậy tôi muốn khuyên bạn bè anh em tôi, những người lớn tuổi thôi, đừng có tìm vợ tìm chồng gì nữa đó, cuộc đời mất hạnh rồi thì thôi đi đó, thì tôi muốn làm vậy thôi. Nhưng mà không ngờ đâu đó, mà những cái con người mà lên chỉ trích rồi lên chửi bới tôi đó, nặng nhẹ tôi, là tôi cho là cái đó là chẳng qua là hiềm thù, thấy không, rồi để kiếm chuyện thôi, chứ không có tình thương gì cả. Có nghĩa là bác Sáu nói với người vợ bác Sáu mà lên cái kênh đồng anh em khác, đúng không? Chứ công mà ông bà của chị mình nghe là không hiểu, công là nói là bác Sáu nói về ông bà của chị trên cộng đồng mạng, bác công là người ta không thích. Bác Sáu thì nói những cái cô, những cái chú lớn tuổi đi tuyển chồng tuyển vợ anh. Và để kết thúc cái clip này, con cũng xin có góp ý kiến xíu vậy nè bác Sáu lên đọc. Thì các bà các cô lớn tuổi đồng ý bây giờ ai cũng độc thân hết á, kiếm một cái người để nương tựa thì dĩ nhiên đó là cái điều cần thiết, nhưng mà mình phải là sáng suốt, mình xem mình lựa chọn một cái người đó đó, người đó có thật lòng mình hay không. Chứ lên cộng đồng mạng tiễn như nghe bác Sáu nè, có vài ba cô như là con đăng tải một cái clip rồi, là cô này nói xuống bác Sáu ở là mở ra là cái công ty tư vấn việc làm. Cô mới hỏi ở cô làm cái gì, nói cô đi làm việc nhà cho người ta. Hỏi vậy là cô đi làm việc nhà người ta mấy chục năm nay, cô dành dụm một số tiền rất là lớn rồi, cô mới đủ cái khả năng cô mở ra một cái công ty dịch vụ việc làm. Hỏi đó giờ cô là nhà không có, tiệm có, ủa rồi vừa tiện đâu cô mở. Đó phải là nghe có tài sản rồi bắt đầu nhảy vô thì đó. Rồi nào còn một cô chưa thôi, anh em mình chưa đăng tải thì anh đang rồi em chưa thôi, mấy cái chuyện đó thôi giờ mình đừng đó. Bỏ qua đi anh Phú ơi ha. Bây giờ mình nói về vấn đề chính đó, là cái ngày
Thật sự hôm nay là con thay mặt anh em cũng xin lỗi bác Sáu, tại vì đúng ra cái giờ này cho bác Sáu nghỉ ngơi, nhưng mà anh em con làm phiền bác Sáu, tại vì nó con sợ bác Sáu là giống như này nọ, con muốn xuống đây tìm hiểu. Con cũng thật sự anh em đây cũng có một cái phần lỗi là chưa tìm hiểu cái câu chuyện nó thật kỹ. Đây là em cũng thay mặt cho anh em trong nhóm xin chân thành cảm ơn, và cũng như là em xin lỗi đến gửi đôi lời đến ông bà của chú anh chị. Thật sự ra là anh em ở đây có lỗi, thì cái nào mình có lỗi thì con xin lỗi ha bác Sáu ha, đó là con nói thật. Thì những cái vì mà khi mà bác Sáu bây giờ con thật sự con cũng rất là thương, tại vì nếu mà cái kênh của con cách nay khoảng mà một năm trước ấy, thì con làm bất chấp lắm bác Sáu ha, tại vì con bây giờ mỗi một năm cái suy nghĩ con khác, và cái suy nghĩ của con nó lệch lạc đi. Có thể là những cái thứ mà thật sự ra mà bây giờ con bây giờ khi cô Lệ, bác Sáu thấy không, cô Lệ con thấy thương thì thương vậy đó, nhưng mà mỗi lần con suy nghĩ con rất là khiếu mà hoàn cảnh của cô Lệ, con đều anh em con đều giúp trong bí mật hết, anh em con không có thể nào vô chương. Nhưng mà những cái sự mà nó không đáng những cái hạn 500 triệu hay là vài 300 ngàn đó, như cái điều đó thôi, mình để cho ông bà của chị mình xem. Thêm một lần nữa em xin đại diện trong nhóm chân thành xin lỗi ông bà của chú anh chị. Chúc quý ông bà anh chị xem mà có ý kiến gì cứ gọi thẳng vào số điện thoại trên màn hình. Nếu em sai thì thật sự ra câu chuyện này anh em đều sai hết trong đây, thì em chân thành xin lỗi ông bà của chú chị. Nếu ông bà của chú chị mình có cái gì đó cứ gọi thẳng cho em sai thì em nhận nhân bà. Thì thôi, ông bà của chị mình chúc ông bà của chị luôn luôn sức khỏe. Nếu mà ông bà của chị thấy mà có gì đó thì yêu mến em, cho em xin một like hoặc là đăng ký, còn không yêu mến thì thôi, chứ em cũng thua luôn. Thôi em bác Sáu ở đâu là gửi đến cộng đồng mạng không, thì con sẽ kết thúc luôn. Đó, tôi cũng cảm ơn các em mà mạng cộng đồng mạng và cô bác là anh chị em ở khán giả đó, rồi cũng chia sẻ, rồi cũng xả đổ những cái gì mà thắc mắc hay những cái gì mà chưa được hiểu và chưa tìm hiểu được, thì cũng như là nổ lòng tôi nói vậy nãy giờ đó. Thì có những cái gì mà cô bác thắc mắc đó thì cũng cứ điện ngay cộng đồng mạng, rồi cộng đồng mạng liên hệ với tôi trả lời thêm. Còn không thì con cũng thấy chứng minh trên đời có ai không, có ai mà vợ con mà trong lúc người ta làm có tiền hay hoặc ta còn chức còn quyền thì tôn trọng, mà khi người ta không còn làm được ra tiền, không còn chức còn quyền thì lại coi ghẻ. Như vậy thì cô bác xem lên coi mấy hôm nay bác Sáu, mấy hôm nay con bác Sáu có nói gì không? Đây là con cáo cáo không? Đâu có nói gì. Hôm qua giờ là anh biết cái mấy vụ này không có sao? Biết chứ. Biết hả? Biết mà không nói gì tiếng nào hả? Đâu có, nó cũng biết mình là, cái chuyện của mình làm chứ. Là cái anh này là con của người vợ đầu tiên. Còn mấy người kia thì không lên tiếng, mà có cái chị mà chị đó là đang ở Cà Mau phải sao? Cà Mau ha. Thì thôi, mình cũng kết thúc clip đi bác Sáu ơi. Bây giờ con cũng thật sự lần đầu tiên mà anh em cái kênh của anh em của con nó mới dính vô cái lùm xùm câu chuyện này rất là nhức đầu. Thật sự luôn. Bác Sáu thử. Bác Sáu lên phản biện, bác Sáu không nói anh em tụi con biết. Bây giờ tới chừng mà biết ra sự việc ra và anh em tụi con cũng rất rối, thôi giờ mấy anh em cũng chân thành xin lỗi. Thôi con có dù chú chị mình xin lỗi, tại vì mình cũng sai, mình xin lỗi cái việc đó. Thôi con cũng chúc bác Sáu luôn sức khỏe ha. Cố gắng lên ha, mai mốt có gì nếu mà bác Sáu làm cái việc đó giống như một cái bộ phim thì bác Sáu phải nói anh em biết, đúng không? Lần này bác không nói gì, con tưởng gì vô trời bác Sáu này mấy chục tỷ này nọ, con tưởng là bác Sáu dữ lắm, cuối cùng là anh em con, đúng không? Đó, thôi bây giờ mình sẽ kết thúc cái đây, là kết thúc câu chuyện đây. Còn anh em muốn làm gì làm, tôi con sẽ không quay bác Sáu nữa. Nếu mà bác Sáu mà muốn con đi tiện vợ nữa không, thiệt không thì muốn đi nữa không? Thì mình cũng làm như nãy giờ mình nói đó, mình cũng làm lên để mình nhắc nhở những anh chị em á. Có nghĩa là bác Sáu sau đó này vẫn làm những kết nối yêu thương để cho mấy ông ngoại bà ngoại tham lam của có nghĩa là sau này bác Sáu vẫn tiễn vợ đó, tiễn đó. Theo cái cách đó ha. Mình giáo dục đó, cho nên tôi nãy giờ thì tôi cũng tâm đắc lại đó, thì tôi thấy tôi cũng có lỗi là gì mình muốn làm cái việc đó để gì, nhằm giáo dục những cái người lớn tuổi như mình với nhau, hay hoặc là mình cũng chia sẻ cái gì đó không, để cho một cái giới lớn tuổi kể cả nam và nữ để hiểu đó. Nhưng mà mình cũng nói với cộng đồng mạng chưa có rõ
À, cho nên cũng đụng chạm tới cái quyền lợi người này hoặc là mâu thuẫn với người kia mà xảy ra cái chuyện mà để làm phiền vậy, thì thôi tôi bản thân tôi cũng nhận cái sai với cộng đồng mạng và cô bác chị em khán giả. Rồi cũng mong anh em chị em khán giả chia sẻ những cái này rồi tìm hiểu, rồi thấy có gì thắc mắc thì cứ liên hệ ngay cộng đồng mạng, rồi cộng đồng mạng sẽ liên hệ ngay tôi, rồi chúng ta sẽ phân tách nó kỹ hơn, thời gian thì nó không có có hạn. Thôi tôi cũng cảm ơn. Để kết thúc clip này, con hỏi bác Sáu có rất nhiều quý cô quý chú quý chị á là muốn xin số điện thoại bác á, là để người ta để là nói chuyện trò chuyện thôi chứ không phải là tìm hiểu gì hết. Là thôi đây giờ bỏ luôn đi, không có Sáu nhận cuộc gọi lạ không? Không, thôi đi. Thôi đi bà. Vậy là con nói với bác Sáu nghe, bác Sáu lại nói với anh em con là bác Sáu đây nhà 70 tỷ đất, 70 tỷ cuối cùng ra bây giờ là bác Sáu hả rất là nhiều vợ chứ không phải là 5-7 vợ. Bác Sáu làm như vậy là ảnh hưởng tới anh em con và ảnh hưởng tới sức khỏe của bác nữa, tổng cộng đồng mạng lên chửi bác rất là nhiều. Rồi cuối cùng bây giờ bác không có gì luôn. Bác là ở nhà cho người ta giống như là ở đậu ở thuê mà bác Sáu gì mà bác Sáu lên trên mạng bác Sáu nói thế này thế kia. Sao có? Chứ cộng đồng vợ bác Sáu lên nói đó. Tôi ở đây được là thỏa thuận là người ta nó muốn hiến đất đai cho bác mình. Bác Sáu làm gì? Bác ngồi nói chuyện con lớn rồi, bác ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chứ bác làm gì? Con nóng quá mà. Không có gì, con có làm gì, con bây giờ con với bác là nói chuyện bình thường bác cháu. Chứ tôi đâu có cái mà lừa đảo hoặc tôi đâu có gì đâu. Mà bây giờ đi quay. Bác Sáu cái gì con nói chuyện đàng hoàng với con, bác Sáu làm gì ghê vậy? Con nóng lắm à. Nóng cái gì? Ừ. Sao? Ừ.